sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Cô Hạnh xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu vấn đề gì, thì các bạn sẽ cùng được cô bật mí trong cái phần bài toán mở đầu như sau các bạn nhé. Chúng ta cùng vào cái bài chương 1 này, phương trình bậc nhất hay ẩn. Rồi, khởi động này. Một vật có khối lượng là 124g và thể tích là 15cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm. Biết rằng 1cm3 đồng thì nặng 8,9g và 1cm3 kẽm thì nặng 7g. Vậy bật mí với các bạn là để giải được cái bài toán này thì cô sẽ phải đi lập hệ phương trình. Đấy. Vậy thì cách lập hệ phương trình như thế nào? Sau đó chúng ta lại đi giải hệ phương trình đó ra làm sao? Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đó là bài số 3 trong chương 1 là giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần bài toán mở đầu vừa nãy nhé. Cùng xét này. Trả lời cho cô câu hỏi trong phần hoạt động số 1. Hoạt động 1 này. Xét bài toán ở tình huống mở đầu. Gọi x là số gam đồng, y là số gam kẽm cần tìm. Biểu thị khối lượng của vật qua x và y. Thế thì các bạn nhìn cho cô một vật có khối lượng là 124g đúng không? Đấy. Thì vật này là và thể tích của nó là 15cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tức là trong cái vật này nó sẽ bao gồm cả đồng và kẽm các bạn nhé. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ có biểu thị khối lượng. Khối lượng thì tức là tổng là 124g. Thế mà ở đây mình gọi x là số gam đồng, y là số gam kẽm. Vậy thì công thức biểu thị khối lượng của nó sẽ là gì các bạn? X cộng y sẽ bằng 124. Đấy, phương trình thứ nhất của chúng ta. Đây, với cái điều kiện ở đây cô gọi là x là số gam đồng này, y là số gam kẽm cần tìm, thì x phải lớn hơn 0 và y phải lớn hơn 0. Và x và y thì đều phải nhỏ 124 các bạn nhé. Vậy mình sẽ có khối lượng của 124g. Vật đấy là 124g nên khi đó mình có phương trình x cộng y bằng 124. Rồi, đấy là hoạt động số 1. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô hoạt động số 2 các bạn nhé. Hoạt động 2 là xét bài toán ở tình huống mở đầu. Vẫn là gọi x là số gam đồng, y là số gam kẽm cần tính. Biểu thị thể tích của vật qua x và y. Rồi, vậy bây giờ chúng ta quan sát này. Vừa nãy là ở hoạt động 1 thì chúng ta đã biểu thị khối lượng của vật qua x và y. Và bây giờ người ta yêu cầu chúng ta biểu thị thể gì đấy các bạn nhỉ? Thể tích của vật đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy là thể tích của cả cái vật này là 15cm3. Và trong đấy thì nó bao gồm cả thể tích của gì các bạn? Đồng và thể tích của kẽm. Đấy. Vậy ở đây cô sẽ gọi x là số gam đồng này, y là số gam kẽm cần tính. Vậy bây giờ cô sẽ có lời giải để biểu thị thể tích của vật qua x và y như sau. Đấy. Bây giờ các bạn quan sát cho cô nhá. 1cm3 đồng thì nặng 8,9g đúng không? Đây, nên suy ra cho cô ngược lại nhá. 1g đồng thì sẽ nặng bao nhiêu các bạn? Đây mình hiểu như này. Đây, 1cm3 thì nặng là bao nhiêu các bạn? 8,9g. Các bạn nhìn phía bên phải màn hình cho cô nhá. Rồi thế bây giờ cô có 1g. Đấy thì suy ra ở đây sẽ là bao nhiêu cm3 đúng không? Tức là bao thể tích sẽ là bao nhiêu đấy? V sẽ là bao nhiêu? Thế thì khi đó V của cô sẽ bằng lấy gì đây? 1g này nhân với 1cm3, vậy là 1 x 1 chia cho 8 phẩy mấy các bạn? 8,9 đúng không? Rồi vậy nó sẽ bằng 1/8,9. Đấy, 1/8,9 và sẽ bằng 10/89cm3. Thấy chưa? Tương tự như thế thì chúng ta sẽ có lưu ý cho cô này. Vì 1cm3 kẽm thì nặng 7g. Nên 1g kẽm các bạn thấy này, 1g kẽm sẽ có thể tích là 1/7cm3. Nó tương tự giống như cái cô vừa tóm tắt ở bên phải màn hình như này. Rồi, thế bây giờ các bạn để ý cho cô này, 1g đồng thì có thể tích là 10/89cm3. Vậy bây giờ cô có x g đồng đi. Nào, x g đồng đúng không? Cô gọi x là số gam đồng mà. Thế thì x g đồng thì sẽ là 10/89 nhân x. Đấy, đúng không? Tương tự như thế, thể tích của y gam kẽm
Nào, kẽm là mình gọi là y gam đúng không? Vậy ở đây thể tích của y gam kẽm sẽ là 1/7 nhân y cm khối. Mà bây giờ chúng ta thấy tổng cộng là thể tích của cả cái vật này là 15 cm khối. Nên mình sẽ có phương trình thế nào các bạn nhỉ? À, mình có 10/89x cộng 1/7 y bằng 15. Đấy. Vậy đây chính là cái biểu thức biểu thị thể tích của vật qua x và y. 10/89x cộng 1/7 y bằng 15. Bây giờ chúng ta cùng giải cho cô hoạt động số 3 nhé. Giải hệ phương trình gồm hai phương trình bậc nhất hay ẩn x, y nhận được ở hoạt động 1 và hoạt động 2. Từ đó trả lời câu hỏi ở tình huống mở đầu. À, rồi ok, bây giờ lớp mình thử giải cho cô xem nào. Đây, giải cho cô cái hệ phương trình này. Đấy, thì giải bằng cách nào? Chúng ta sẽ giải bằng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số mà mọi khi mình học đúng không? Đối với bài này thì cô sẽ giải bằng phương pháp, ở đây là phương pháp gì ấy các bạn? Cô giải bằng phương pháp cộng đại số đi. Để cho, ở dưới này thì cô sẽ nhân cái phương trình thứ hai này với 7 nhé. Đấy, cô nhân với 7 để cho hệ số của y trong phương trình thứ hai này nó sẽ bằng 1. Và nó bằng cái hệ số của y ở trên phương trình thứ nhất. Vậy ở đây cô sẽ có như sau. Nào các bạn quan sát. Cô viết nguyên cái phương trình trên này, x cộng y bằng 127 à 124. Rồi. Sau đó cô có cái gì đây các bạn? Tiếp này. Nhân hai vế của phương trình 2 này với 7 nhá. Vậy ở đây cô có là 7 này nhân với 10/89x thì cô sẽ có là 70/89x cộng với ở đây 7 nhân với 1/7 y, vậy là y thôi, bằng 15 nhân 7 thì chúng ta sẽ được bằng 105 đúng không? Rồi tiếp tục, bây giờ cô sẽ có, cô sẽ trừ với vế của hai phương trình này cho nhau các bạn nhá. Đây, cô lấy cái phương trình thứ nhất ở trên này trừ phương trình dưới. Thì các bạn thấy x mà trừ đi 70/89x đúng không? Thì cô sẽ ra được là bằng bao nhiêu? Cô sẽ ra được là, đây là bao nhiêu các bạn nhỉ? 1. Trên này hệ số của x là 1 thì cô sẽ hiểu là 89/89. Cái 89/89 mà trừ 70/89 thì sẽ là 19/89. Đấy, x đúng không các bạn? Y trừ y hết rồi. Bằng 124 mà trừ đi 105 thì chúng ta sẽ ra được là bằng bao nhiêu các bạn? 19. Đấy, đây là phương trình thứ nhất chúng ta trừ được nhá. Rồi phương trình thứ hai chúng ta giữ nguyên phương trình x cộng y bằng 124. Rồi. Rồi nhá, bây giờ tiếp tục này, chúng ta sẽ có suy ra này. Bây giờ cô sẽ có rút x ra này, trên này x của cô sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 19 mà chia cho 19/89 và cô ra x bằng 89. Sau thế rút phương trình dưới này, cô sẽ có là 89 cộng với y bằng 124. Rồi, vậy ở đây cô sẽ có là x sẽ bằng 89. Ở đây y sẽ bằng 124 này trừ đi 89 nhá các bạn. Thì sẽ được bằng bao nhiêu? À, bằng 35 đúng không? Rồi, thế thì các bạn hãy nhìn thấy cho cô là x và y nó đều thỏa mãn điều kiện của đề bài là lớn hơn 0 đúng không? Thỏa mãn điều kiện. Y cũng thỏa mãn điều kiện. Rồi, sau đó kết luận ở tình huống mở đầu là gì? Vậy, gì đây? Có 89 gam đồng và 35 gam kẽm. Có 89 gam đồng và 35 gam kẽm. Rồi ok, xong cái phần hoạt động số 3. Đấy, vậy thì qua cái phần hoạt động số 3 này các bạn sẽ thấy được cho cô như sau nhé. Là các bước để chúng ta có thể giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình như thế nào. Chúng ta cùng quan sát cho cô phần kết luận. Rồi, các bước để giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình đó là gì? Mình sẽ gồm có 3 bước. Bước 1 là lập hệ phương trình. Rồi, bước 2 là giải hệ phương trình và bước 3 là trả lời. Thế trong bước 1 này thì chúng ta lại có 3 cái bước nhỏ. Ý thứ nhất là chọn ẩn số và chúng ta thường chọn hai ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số nhé. Thứ hai là biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Thứ ba là lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Chưa? Rồi, trong bước 2 này chúng ta thấy là đã thu được cái phương trình ở bước 1 thì mình giải hệ phương trình đấy bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số. Hoặc là ngoài ra bạn nào học nâng cao thêm thì chúng ta có thể
giải bằng cách là đặt ẩn phụ nhé. Rồi bước 3 là trả lời. Thì trong cái bước 3 này các bạn phải xem đối chiếu với điều kiện ở trong cái bước 1 đấy, xem là x nào và y nào nó thỏa mãn điều kiện thì mình mới nhận, còn nếu mà không thỏa mãn thì mình loại nhé. Rồi kết luận toàn bài. Đấy, bây giờ áp dụng cái phần các bước này chúng ta cùng làm cho cô luyện tập 1. Một chiếc xe khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, quãng đường dài 170 km. Sau khi xe khách xuất phát từ 1:40, một chiếc xe tải bắt đầu đi từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh và gặp xe khách sau đó 40 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng mỗi xe khách đi nhanh hơn xe tải là 15 km. Rồi, vậy bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì việc đầu tiên là chúng ta thấy là chúng ta phải chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn trước, đúng không? Rồi, vậy bây giờ cô sẽ gọi này. X là vận tốc của xe khách, Y là vận tốc của xe tải đi. Đấy, người ta hỏi tính vận tốc của từng xe thì ở đây cô sẽ gọi như sau. X km trên giờ và Y km trên giờ lần lượt là vận tốc của xe khách và xe tải. Đấy chưa? Rồi, xe khách là X, xe tải là Y. X và Y phải lớn không? Rồi bây giờ chúng ta thấy là vì mỗi xe khách nó đi nhanh hơn xe tải là 15 km, tức là mỗi giờ nhá. Đây các bạn nghe này, mỗi giờ này, mỗi giờ đấy, ở đây chúng ta bổ sung cho cô vào đây giúp cô nhá. Mỗi giờ là xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km, tức là vận tốc của xe khách, vận tốc của xe khách như thế nào các bạn? Lớn hơn vận tốc của xe tải các bạn nhé. Đấy là 15 km trên giờ, đúng không nhỉ? Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ có cái phương trình đầu tiên nhá. Bây giờ mình trả lời cho cô là vì mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km nên ta có x trừ y. À, xe khách đây là x, xe tải là y, mà lớn hơn 15 km nên là mình sẽ có x trừ y bằng 15. Và đây cô gọi là phương trình số 1. Sau đó bây giờ tiếp tục này, mình đi tìm phương trình thứ 2. Thế trước khi tìm phương trình thứ 2 chúng ta thấy là mình phải đổi 1:40 này ra giờ trước, đúng không? Đổi 1:40 này bằng 5/3 giờ. 40 phút thì sẽ bằng là 2/3 giờ, đúng không? Rồi, sau đó bây giờ chúng ta sẽ có này, mình sẽ tính cho cô cái thời gian xe khách đi được này. Đấy, thời gian xe khách đi được sẽ là bao nhiêu các bạn? Đấy, các bạn tưởng tượng cho cô đây, cô sẽ vẽ vào cái sơ đồ ra như này nhá. Đây, đây là thành phố Hồ Chí Minh này. Rồi, còn bên này là Cần Thơ này, đúng không? Rồi, thì bây giờ là xe nào đi cách nhau đây là 170 này, đúng không? Rồi, 170 km. Tiếp tục này, bây giờ người ta bảo là chiếc xe khách là đi từ thành phố Hồ Chí Minh, xe khách là đi từ đằng này. Đấy, còn xe gì đây các bạn? Xe tải thì đi từ Cần Thơ về. Rồi, thế bây giờ người ta bảo gì đấy? Xe khách này nó xuất phát trước các bạn nhé. Sau khi xe khách xuất phát được 1:40 thì chiếc xe tải bắt đầu đi từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cô cứ cho là trong 1:40 đấy thì xe khách nó đi được đến cái địa điểm C này đi. Đấy, là nó đi được đến đây các bạn nhé. Khi mà xe khách này đi đến C rồi thì xe tải nó mới bắt đầu đi từ Cần Thơ các bạn nhé. Thì một chiếc xe tải bắt đầu đi từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh và gặp xe khách sau đó 40 phút. Đấy, tức là xe khách và xe tải tiếp tục đi cho đến một địa điểm cô gọi là địa điểm D đi. Thì từ đây đến đây là sẽ là 40 phút này. Đấy, và lúc đấy thì xe tải cũng đi được 40 phút nhá. Còn từ đây đến đây thì là xe khách đã đi được 1:00 bao nhiêu phút rồi các bạn? 40 phút, đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ tính được cho cô tổng thời gian xe khách đi. Xe khách nó sẽ đi từ cái Hồ Chí Minh này cho đến địa điểm D, đúng không? Vậy là lấy 1:40 là 5/3 giờ này cộng với 2/3 giờ là thời gian tổng cộng mà xe khách đi, đúng không? Vậy sẽ là 7/3 giờ. Còn thời gian xe tải đi thì chỉ là bao nhiêu phút thôi các bạn? Là 2/3 giờ thôi, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta thấy
xe khách nó đi mất tổng cộng là 7 giờ, 7 phần 3 giờ thì quãng đường nó sẽ đi được là bao nhiêu? Quãng đường thì mình lấy vận tốc nhân thời gian các bạn nhé. Lấy vận tốc là x này, còn thời gian ở đây là 7 phần 3. Vậy quãng đường xe khách đi được sẽ là 7 phần 3 nhân x km. Rồi, sau đó bây giờ mình sẽ tính được cho cô quãng đường xe tải đi nhé. Quãng đường xe tải đi, quãng đường của nó có vận tốc là bao nhiêu các bạn? Y, mình gọi là y rồi. Mà thời gian nó đi được là 40 phút, tức là 2 phần 3 giờ. Nên mình lấy thời gian nhân vận tốc thì sẽ là 2 phần 3 nhân y km. Thế và bây giờ chúng ta có cái phương trình như thế nào? Thì các bạn quan sát cho cô là vì tổng cộng cái quãng đường từ Hồ Chí Minh về Cần Thơ là 170, nên mình sẽ có phương trình nào các bạn? Đây, đây là thời gian xe khách đi. Dưới 2 phần 3 y này là thời gian xe tải đi. Cộng hai anh này vào thì gặp nhau, tức là nó sẽ đi hết cái quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh ra Cần Thơ. Vậy nó sẽ bằng 170, đúng không? Vậy khi đó mình sẽ có phương trình như sau. Phương trình thứ hai là 7 phần 3x cộng 2 phần 3y bằng 170. Từ 1 và 2 chúng ta có hệ phương trình nhé. X trừ y bằng 15, 7 phần 3x cộng 2 phần 3y bằng 170. Vậy bây giờ chúng ta sử dụng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số để chúng ta làm tiếp cho cô này. Nào, ở đây thì cô sẽ sử dụng cái phương pháp đó là phương pháp cộng đại số các bạn nhé. Cô sẽ nhân hai vế của phương trình thứ hai này. Đây, cô sẽ nhân cả hai vế của phương trình thứ hai này với bao nhiêu các bạn nhỉ? Cho nó ra số đẹp đây. Cô nhân cả hai vế của phương trình này với 3 đi. Đây, đây cô nhân với 3 các bạn nhỉ. Thì khi đó cô sẽ được như sau. Nào. Cô sẽ được là x trừ y bằng 15 này nhân thêm 3 các bạn nhỉ. Thì 7 phần 3x nhân 3 vậy là 7x. Cộng với 2 phần 3y nhân 3 vậy là bao nhiêu các bạn? 2y bằng 170 nhân 3 là 510. Rồi, vậy bây giờ cô sẽ có này. Sau đó thì cô sẽ làm gì tiếp? Cô sẽ rút y ra, cô sử dụng phương pháp thế các bạn nhé. Đấy. À, cái bước nhân 3 vừa nãy là cô chỉ có là làm cho cái phương trình ở dưới nó mất cái mẫu đi cho nó đẹp thôi. Vậy đây cô sẽ nhân, cô sẽ rút x ra. X sẽ bằng y cộng 15. Sau đó cô thế xuống phương trình dưới nhá. Cô sẽ có là 7 nhân y cộng 15 cộng với 2y bằng 510. Rồi, đây cô sẽ có là x bằng y cộng 15. Dưới mình có là 7y cộng 7535 nhớ 1 này. 85 cộng với 2y bằng 510. Rồi. Tiếp tục bây giờ cô sẽ có là x sẽ bằng y cộng 15. Rồi bây giờ cô sẽ có 7y cộng 2y là 9y bằng 510 mà trừ đi 85 nhé. 510 mà trừ đi 85 thì chúng ta sẽ được bằng bao nhiêu? Bằng 425. Đúng không? 425. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có y sẽ bằng 425 mà chia cho 9. À, chỗ này cô nhân nhầm một tí các bạn nhé. 7 nhân 5 là 35, viết 5 nhớ 3 cơ đúng không? 7 nhân 1 là 7 nhớ 3 là 10. Vậy ở đây phải là 105 cơ. Đấy, 510 mà trừ đi 105. Trừ 105 thì sẽ bằng 405. Rồi, 405 mà chia cho 9 nhé. Y sẽ bằng 45. Thay lên phương trình trên này, x sẽ bằng 45 cộng 15. Vậy ở đây x của cô sẽ bằng 60, còn y sẽ bằng 45. Rồi, hai anh này đều thỏa mãn điều kiện đúng không? Kết luận cho cô là vậy. Vận tốc của xe khách và xe tải lần lượt là bao nhiêu các bạn? À, 60 km trên giờ, 45 km trên giờ. Rồi, xong. Đấy là phần luyện tập số 1 của chúng ta. Tiếp theo các bạn cùng sang cho cô luyện tập số 2 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng vào cho cô phần luyện tập 2 nhé. Nếu hai vòi nước
Nếu hai vòi cùng chảy vào một bể không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở riêng vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 2 phần 15 bể nước. Hoặc nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu phút? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ có các bạn quan sát này. Đối với dạng bài toán này thì các bạn sẽ gọi cho cô như sau. Người ta hỏi là nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy đầy bể nước là bao nhiêu phút, đúng không? Mình sẽ gọi cho cô x là, đây người ta hỏi phút, thế thì mình sẽ ghi đơn vị đây là phút nhé. X phút chính là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình để đầy bể. Còn y phút là thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể nhé. Rồi các bạn quan sát cho cô này. Đấy, ghi cho cô, gọi này. X và y lần lượt là thời gian vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy một mình để đầy bể. X lớn hơn 0, y lớn hơn 0, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thế nào? Trong 1 phút thì mình sẽ tính cho cô là vòi thứ nhất sẽ chảy được bao nhiêu phần của bể. Thì mình sẽ có là trong 1 phút thì mình sẽ có là 1 phần x bể, đúng không? Tức là trong x phút thì đầy bể, vậy thì 1 phút sẽ là 1 trên x bể. Vòi thứ hai trong 1 phút sẽ là 1 phần y của bể. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đổi cho cô 1 giờ 20 phút ra thành 80 phút cho cô nào. Đấy, sau đó thì tiếp tục chúng ta thấy là sau 1 giờ 20 phút thì vòi thứ nhất chảy được bao nhiêu phần của bể đây các bạn? À, sau thì được bao nhiêu đây? Mình sẽ có là 1 phút thì nó chảy được bao nhiêu các bạn? 1 phần x đúng không? Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ có thế nào? À, 1 phút, sau 1 giờ 20 phút thì vòi thứ nhất chảy được là sẽ là 80 nhân với 1 phần x đúng không? À, bây giờ mình sẽ có này, sau 1 giờ 20 phút thì vòi thứ nhất chảy được. Nào các bạn quan sát cho cô nhá. Thế 1 giờ 20 phút tức là 80 phút đấy. Thế mà các bạn thấy 1 phút thì chảy được 1 phần x bể. Thế thì 80 phút sẽ là 80 nhân 1 phần x bể đúng không? Rồi tiếp tục. Lại sau 1 giờ 20 phút thì vòi thứ hai sẽ chảy được bao nhiêu các bạn? Là 80 nhân 1 phần y bể. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ có thế nào các bạn ơi? Vì sau 1 giờ 20 phút cả hai vòi cùng chảy thì đầy bể đúng không? Đầy bể tức là các bạn lưu ý cho cô đầy bể. Nào, lưu ý cho cô đầy bể thì sẽ như thế nào các bạn? À, đầy bể thì tức là nó sẽ coi, các bạn coi cho cô bằng 1 nhá. Vậy khi đó cô sẽ có phương trình như sau. Phương trình là sau 1 giờ 20 phút cả hai vòi cùng chảy thì đầy bể, nên ta có phương trình 80 nhân 1 phần x cộng 80 nhân 1 phần y bằng 1. Rồi sau đó mình sẽ rút gọn cho cô chia hai vế cho 80 nhá. Đây cô sẽ có là 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1 phần 80. Đây cô gọi là phương trình số 1. Tiếp theo, người ta lại bảo là mở vòi thứ nhất trong mấy phút các bạn? 10 phút. Và vòi thứ hai trong bao nhiêu phút? 12 phút. Thì chỉ được 2 phần 15 bể nước, nên khi đó cô có phương trình. Đây, mở vòi thứ nhất, các bạn quan sát cho cô này. Vòi thứ nhất là người ta mở trong 10 phút. Đấy, thì tức là số phần đầy bể, tức là phần bể mà vòi 1 chảy được sẽ là bao nhiêu? 10 nhân 1 phần x, đúng không các bạn? Rồi, sau đó mở vòi thứ hai trong bao nhiêu phút? 12 phút. Thì tức là 12 nhân 1 phần y sẽ chảy được 12 nhân 1 phần y phần của bể. Đấy là do vòi thứ hai chảy được. Thì tổng cộng là chảy được 2 phần 15 bể nước đúng không? Nên khi đó cô sẽ có phương trình như sau. Là 10 nhân 1 phần x cộng 12 nhân 1 phần y bằng 2 phần 15. Sau đó cô rút gọn cho 2 các bạn nhé. 10 đây, chia 2, vậy ở đây sẽ còn 5. 5 nhân 1 phần x là 5 phần x. Cộng, rút gọn cho 2, thằng này rút gọn cho 2 này, bằng 6 phần y. Anh này rút gọn cho 2, vậy là 1 phần 15. Đây cô gọi là phương trình số 2. Từ 1 và 2 cô sẽ có hệ phương trình như sau. 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1 phần 80 vừa nãy. Rồi, 5 phần x cộng 6 phần y bằng 1 phần 15. Sau đó bây giờ cô sẽ đặt ẩn phụ các bạn nhé. Cô đặt u. Đây ở trên này mình sẽ hiểu cho cô như này nhé. Đây cô có là 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 trên 80 đúng không? Rồi sau đó ở đây chúng ta thấy 5 phần x thì cô sẽ hiểu là 5 nhân 1 phần x
cộng với 6 phần y, tức là 6 nhân 1 phần y bằng 1 phần 15. Đúng không? Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ có là mình sẽ đọc tử phụ nhá. Trên này có 1 trên x, dưới cũng có 1 trên x. Trên này có 1 phần y, dưới cũng có 1 phần y. Vậy cô sẽ đặt 1 trên x là u. Còn 1 trên y này cô sẽ đặt là gì các bạn nhỉ? V. Vậy cô sẽ có là u cộng v bằng 1 phần 80. 5u cộng 6v bằng 1 phần 15. Đấy, vậy bây giờ cô sẽ đặt u bằng 1 trên x, v bằng 1 trên y. Thì khi đó cô sẽ có hệ phương trình này, u cộng v bằng 1 phần 80, 5u cộng 6v bằng 1 phần 15, đúng không? Giải cho cô cái hệ phương trình 1 này. Thì ở đây cô sẽ nhân cả hai vế của cái phương trình số 1 trong hệ 1 La Mã này với 5 các bạn nhé. Thì cô sẽ được như sau, 5u cộng 5v thì sẽ bằng 5 nhân 1 phần 80, vậy là 1 phần 16. Sau đó hệ số của u trong hai phương trình này bằng nhau rồi, cô sẽ trừ vế với vế của hai phương trình. Thế thì ở dưới cô sẽ có là cô lấy phương trình dưới trừ phương trình trên các bạn nhé. Đấy, 5u trừ 5u hết, 6v trừ 5v thì còn v này, 1 phần 15 trừ 1 phần 16. Đây. Đấy, 1 phần 15 mà trừ đi 1 phần 16 thì bằng là 1 phần 240. Chưa? Vậy v của cô bằng 1 phần 240. Sau đó thế vào cái phương trình 1 trong hệ 1 La Mã. Thì để cô tìm nốt u nhé. Phương trình thứ nhất của hệ 1 La Mã là có u cộng 1 phần 240 bằng 1 phần 80. Suy ra u sẽ bằng 1 phần 80 này trừ 1 phần 240. Vậy sẽ bằng 1 phần 120. Sau khi tìm được u và v rồi, cô lại thay vào cách đặt nhé. Với u bằng 1 phần 120 thì 1 trên x sẽ bằng 120 và x sẽ bằng 120, thỏa mãn điều kiện. Tiếp, với v bằng 1 phần 240 thì 1 trên y sẽ bằng 1 phần 240 và y sẽ bằng 240. Rồi, vậy thỏa mãn điều kiện. Khi đó mình sẽ kết luận cho cô là x bằng 120 và y bằng 240. Vậy thì một mình vòi thứ nhất nó sẽ chảy trong 120 phút thì đầy bể. Còn một mình vòi thứ hai chảy trong 240 phút thì đầy bể, được chưa? Rồi, đấy là phần luyện tập số 2. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng sang cho cô làm cô một số bài tập trong sách giáo khoa nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần bài tập các bạn nhé. Bài tập của chúng ta là bài 1.15 trong sách giáo khoa này. Tìm số tự nhiên n. Đấy, có hai chữ số các bạn quan sát này. Có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số là bằng 12. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta thấy là người ta lại tiếp tục. Và nếu viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn n là 36 đơn vị. Đó, thế thì bây giờ để giải bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ban đầu các bạn sẽ gọi cho cô cái số cần tìm là số có hai chữ số đúng không? Số này là số tự nhiên, vậy cô sẽ gọi như sau. Gọi số cần tìm. Gọi số cần tìm này. Ở đây là AB. Đấy. Và đây A và B của cô là thuộc n sao. Chưa? Sao cho bây giờ chúng ta sẽ có là 0 nhỏ hơn A, nhỏ hơn B. Và nó sẽ nhỏ hơn mấy các bạn? Nhỏ hơn 10. Chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thấy là tổng của hai chữ số thì bằng mười mấy các bạn? Tổng của hai chữ số là bằng 12. Nên cô sẽ có phương trình như sau. Vì tổng của hai chữ số, tổng của hai chữ số là 12, nên ta có phương trình. Phương trình của cô đó là A cộng B sẽ bằng bao nhiêu các bạn? 12. Rồi, và các bạn lưu ý ở đây cho cô là A nó phải khắc 0 các bạn nhé. Đấy, B nó cũng phải khắc 0, vì sao? Vì các bạn lưu ý cho cô là tổng của hai chữ số của nó bằng 12. Thế thì cô lấy ví dụ A nó mà bằng 9 đi thì B nó mà bằng 0 thì cũng không được các bạn, đúng không? Thế thì tại vì 9 và 0 thì tổng của hai số này nó chỉ là bằng bao nhiêu thôi? Bằng 9. Tổng hai chữ số bằng 9 nó không bằng 12, vậy là không được. Vì vậy mà cô đặt A và B phải thuộc n sao này. Trong đó thì 0 nhỏ hơn A, nhỏ hơn B và nhỏ hơn 10, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta có đây cô gọi là phương trình số 1. Bây giờ cô sẽ có này, số ban đầu. Số ban đầu của chúng ta là AB.
thì cô sẽ viết của nó dưới dạng giá trị của cái số này. A ở hàng chục, vậy cô sẽ viết là thành 10 nhân A này, cộng với B ở hàng đơn vị. Đấy, là B. Rồi, bây giờ chúng ta có là khi đổi chỗ. Khi đổi chỗ này. Khi đổi chỗ hai chữ số thì ta được số mới. Thì ta được số mới là BA, đúng không các bạn? BA này thì chúng ta thấy là giá trị của nó, B bây giờ hàng chục rồi đúng không? Vậy ở đây cô sẽ có là 10 nhân B, xong rồi cộng với A hàng đơn vị, đúng không? Do là số mới, các bạn lưu ý này, số mới đây nó lớn hơn số cũ là bao nhiêu đơn vị đấy các bạn? Nó lớn hơn số cũ là 36 đơn vị, nên ta có phương trình. Mình sẽ có là vì số mới hơn số cũ 36 đơn vị nên ta có phương trình. Nào, phương trình như thế nào các bạn ơi? Đây cô sẽ có số mới đây là 10 nhân B cộng A hơn số cũ, tức là trừ đi số cũ đi, 10 nhân A cộng B là bằng 36. Nên bây giờ cô sẽ rút gọn cái phương trình này nhá. Đây cô có là đây, 10B mà trừ đi B ở bên kia trong cái ngoặc thứ hai đấy thì còn 9B đúng không? Rồi, A mà trừ đi 10A trong kia, vậy là trừ 9A. Vậy cô có trừ 9A cộng 9B bằng 36. Đây cô gọi là phương trình số 2. Chưa? Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình như sau. Hệ phương trình ở đây là A cộng B bằng 12 này, trừ 9A cộng 9B đúng không? Trừ 9A cộng 9B bằng 36. Rồi, vậy đây cô sẽ có này, suy ra nhá. Đây, A của cô cộng B bằng 12. Rồi, dưới cô sẽ chia cả hai vế cho âm 9 đi các bạn. Cho 9 thôi cũng được. Thì đây là âm A cộng B bằng bao nhiêu các bạn? Chia cho 9, vậy đây là bằng 4. Hai phương trình này các bạn thấy A và trừ A ở dưới là đối nhau. Vậy cô cộng hai phương trình vào, cô được như sau. A cộng âm A hết này, B cộng B là 2B này. 2B bằng 12 cộng 4 là bằng 16 này. Viết nguyên một phương trình A cộng B bằng 12. Vậy bây giờ mình sẽ có là suy ra này, B sẽ bằng bao nhiêu? 16 chia 2 là bằng 8 này, đúng không? Đây, A cộng 8 bằng 12. Rồi, vậy suy ra ở đây cô là B sẽ bằng 8, còn A sẽ bằng 12 trừ 8, vậy bằng bao nhiêu các bạn? 4. Rồi, vậy kết luận cho cô. Vậy số đó, cả hai số này các bạn ấy đều thỏa mãn đúng không? Vậy số đó là số cần tìm đấy. Số cần tìm là AB đúng không? Vậy sẽ là 48. Rồi, xong. Đấy là phần bài tập 1.15 của chúng ta. Về nhà thì các bạn sẽ làm thêm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và đọc lại cho cô những bài cô đã chữa đấy nhá. Các bạn nghiên cứu kỹ, tại vì mỗi bài cô đã chữa thì sẽ là một dạng bài khác nhau của cái phần này. Nên là chúng ta ôn kỹ cho cô tất cả các bài. Bây giờ thì cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.